Mỗi dân tộc Việt Nam đều có bản sắc văn hóa riêng và người Dao đỏ ở Lào Cai cũng không ngoại lệ. Đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng, người Dao đỏ rất coi trọng các nghi lễ trong những việc hệ trọng của đời người. Đám cưới người Dao đỏ là một trong những nét văn hóa đặc sắc mà ở đó diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng. Đối với hôn nhân của người Dao đỏ, khi đôi bạn trẻ đã tìm hiểu nhau và quyết định đi đến hôn nhân, gia đình chú rể sẽ mang lễ vật gồm lợn, gà, rượu, bạc, tơ sợi đến nhà gái dạm hỏi. Khi đã thống nhất đồng ý cho đôi trai gái nên duyên vợ chồng, cô dâu sẽ dùng sợi để may thêu quần áo mới cho mình và chú rể, chuẩn bị hành trang trước khi về nhà chồng. Thường thời gian ăn hỏi sẽ diễn ra trước lễ cưới khoảng 1 năm tùy vào việc xem ngày và quyết định của hai bên gia đình. Trước khi tổ chức lễ thành hôn cho hai bạn trẻ, nhà trai sẽ đi xem tuổi của cô dâu chú rể để lấy ngày, giờ đón dâu về nhà chồng. Người Dao đỏ quan niệm nếu xem tuổi cô dâu có những điều không tốt đeo bám, họ sẽ phải làm nghi lễ giải hạn trong lễ rước dâu để xua đuổi những cái xấu theo cô dâu về làng bản và nhà chồng. Hôm nay là lễ cưới của chú rể Lý Tả và cô dâu Mẩy Nguyệt ở thôn Tà Trải, xã Tà Phìn của huyện Sapa. Theo gia đình chú rể thì cô dâu Mẩy Nguyệt sẽ phải làm nghi lễ đuổi hạn trước khi về nhà chồng. Theo phong tục, nhà trai sẽ nhờ thầy cúng chọn một địa điểm khu vực đầu ngõ về nhà chú rể để làm lễ đuổi hạn. Nhà trai sẽ phải làm một chiếc lán nhỏ bằng cây rừng. Bên trong đặt một ít thức ăn, rượu, nước để cho cô dâu nghỉ chân. Cùng với đó là 2 mâm lễ cúng, 1 mâm lễ có đồ chín, 1 mâm lễ sống và 1 con gà con còn sống để làm phép. Theo thầy cúng thì mâm lễ đồ chín để dành cho tổ tiên nhà trai về phù hộ và xua đuổi những điều không tốt đi theo cô dâu. Còn mâm lễ sống để dành dụ cho thần hạn mải thưởng thức trong khi làm lễ để cô dâu có thể thoát hạn trước khi vào nhà chồng. Nghi lễ này được thầy cúng thực hiện từ trước khi cô dâu đến khoảng 1 giờ đồng hồ. Em cái sổ sách hợp hôn ấy, thì cô dâu này gặp phải một cái đại bại. Thì gia đình mới phải làm một cái lễ ở ngoài đường để giải cái đại bại nó vứt đi. Thì trong cái lễ này thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất ấy thì là một cái lán ở bên này. Cái lán này là làm để cho cô dâu khi sắp xỉ đi về nhà chồng thì đốt cái bãi đi. Đây là cái hai mâm lễ cúng. Thì bên này là cái người thầy cúng giải hạn, còn bên kia thì cái người thầy cúng cái hạn đại bại ấy, mời về để ngồi đấy để có nghĩa là vui chơi nói chuyện các thứ. Thì để cái người thầy bên này cái hạn đại bại ấy, họ không để ý, không phải là ai nào cũng phải làm như thế. Cái này thì tùy theo từng người, nếu mà người đấy thì gặp phải có cái hạn đại bại thì họ mới đốt, chứ không có là họ không phải đốt đâu. Khi đoàn rước dâu đến theo giờ đã chọn, thầy cúng tiếp tục làm lễ giải hạn cho cô dâu thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Gần kết thúc nghi lễ, thầy cúng sẽ chặt đầu gà vứt đi để mang những điều xấu theo thần hạn. Sau đó cô dâu sẽ vào lán nghỉ chân thưởng thức đồ ăn, thức uống và đập vỡ hết đồ dùng trong lán, đốt lán để tiếp tục lên đường về nhà chồng. Nghi thức này nhằm chấm dứt những điều không may mắn đi theo cô dâu.
Theo phong tục của người Dao Đỏ, tùy vào tuổi của cô dâu sẽ chọn giờ để làm lễ bái đường. Đối với cô dâu Mệnh Nguyệt sẽ được vào nhà chồng vào giờ Tý, lúc nửa đêm về sáng. Như vậy, cô dâu lúc này chưa được phép vào nhà chồng, mà được nhà chồng chuẩn bị cho một gian phòng bên ngoài nhà để chờ giờ đón vào nhà bái đường, chính thức làm dâu con của gia đình nhà chồng. Trong thời gian này, cô dâu không được phép ra ngoài phòng hoặc vào nhà chú rể. Thời điểm này dường như với bất cứ cô dâu nào cũng có cảm xúc riêng của mình. Em thấy hơi buồn và hơi lo lắng vì phải xa bố mẹ. Khi mà đến nhà chồng phải lấy phép với bố mẹ, nhà chồng biết tôn trọng mọi người, giúp đỡ mọi người trong gia đình. Đến giờ đón cô dâu Mệnh Nguyệt vào nhà, một lần nữa nghi lễ đuổi hạn cho cô dâu được diễn ra trước cửa chính. Lúc này cô dâu vẫn chưa được phép bước vào trong nhà mà phải đứng bên ngoài cửa chính. Chủ hôn đồng thời cũng là thầy cúng Lý Quẩy Liềm và một người giúp việc thực hiện nghi lễ cúng gia tiên và ra làm phép đuổi hạn, dùng rượu và nước phun lên xung quanh cô dâu với ý nghĩa gột rửa những điều không may mắn đi theo cô dâu đến nhà chồng. Nghi lễ này cũng được diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó cô dâu mới được đón vào nhà để làm lễ bái đường. Không phải là người cũng phải cũng thế đâu. Tùy theo từng người, nhưng có những người gặp phải như ngày này tháng này thì nó có cái hạn này thì mới phải cúng. Chứ không là không những người cô dâu như là ngày khác, tháng khác, năm khác, không phải cúng. Khi cô dâu được vào nhà, chủ hôn tiếp tục cúng gia tiên, báo với tổ tiên gia chủ về thành viên mới của gia đình. Cô dâu chú rể cùng phù dâu phù rể sẽ thực hiện nghi lễ bái đường, lạy tổ tiên, sau đó cúi lạy cha mẹ hai bên. Từ đây cô dâu Mệnh Nguyệt mới chính thức trở thành con dâu trong gia đình nhà trai. Sau nghi lễ bái đường, chú rể đi vào phòng trước, sau đó cô dâu đi theo. Qua mỗi gian phòng nhà bếp, cô dâu phải lại các cửa phòng, bếp, rồi vào phòng chú rể thay quần áo. Thường ngày, rồi cả hai ra thực hiện nghi lễ bưng nước cho chủ hôn và bố mẹ hai bên rửa mặt, rửa tay, thể hiện lòng hiếu thảo của con cái với bậc cao niên và tứ thân phụ mẫu. Từ nay, cô dâu Mệnh Nguyệt đã chính thức là con trong nhà chồng và tham gia công việc bếp núc, làm cơm, phục vụ hai đoàn nhà trai, nhà gái và khách đến mừng cưới. Nghi lễ giải hạn cho cô dâu là một tín ngưỡng quan trọng trong việc cưới của người Dao Đỏ từ xưa đến nay. Tuy nhiên, đây không phải là nghi lễ bắt buộc, mà tùy vào tuổi của mỗi cô dâu để quyết định có thực hiện nghi lễ giải hạn hay không. Nếu như trước đây lễ cưới phải diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, thì nay chỉ còn 1 ngày 1 đêm. Hay việc thách cưới cũng dần bớt phức tạp để tạo điều kiện cho các đôi trai gái có tình cảm và đến được với nhau để xây dựng tổ ấm. Có thể thấy qua đám cưới người Dao Đỏ, những nét văn hóa tốt đẹp còn đọng lại cũng chính là sự giáo dục truyền thống quý giá mà thông qua các nghi lễ, những đôi bạn trẻ mới thấy được thử thách và trân trọng tình yêu của mình, thể hiện trách nhiệm và lòng hiếu thảo của mình với tổ tiên, cha mẹ, họ hàng, làng xóm, xây dựng tình yêu bền chặt hướng đến tương lai.